phân tích và bình luận. Tôn lực Quân bị bắt đến khi phạt quyết mất gần 2 năm, có phải ông Tập rơi vào hiểm cảnh. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi mục phân tích và bình luận của DKN TV. Sau đây là nội dung chi tiết. Tháng 4 năm 2020, cựu Thứ trưởng Bộ Công an là Tôn Lực Quân bị bắt. Hơn một năm sau, ngày 30 tháng 9 năm 2021, trên trang web Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng bài viết nguyên ủy viên đảng ủy, thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lực Quân bị cách chức và khai trừ khỏi đảng do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật với sát khí đăng đăng. Trong đó liệt kê 45 tội danh, nổi bật gồm banh chướng dã tâm chính trị cực độ, bồi dưỡng thế lực cá nhân, phá hoại nghiêm trọng đoàn kết thống nhất trong đảng, vân vân. Nhìn vào thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, rõ ràng Tôn Lực Quân phạm tội mưu phản. Đến ngày 5 tháng 11 năm 2021, tờ Tân Hoa Xã đưa tin về vụ bắt giữ Tôn Lực Quân chỉ liệt kê đúng một tội danh là nhận hối lộ, còn các tội danh nghiêm trọng khác lại bị xóa bỏ. Nhưng kỳ lạ hơn nữa là, đến ngày 13 tháng 1 năm nay, trên trang web Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng bài viết với nội dung chính là Tôn Lực Quân bị khởi tố ba tội danh là nhận hối lộ, thao túng thị trường chứng khoán và sở hữu súng phi pháp. Ở đây, nếu nhìn vào các mốc thời gian sẽ thấy một điều rất bất thường. Tôn Lực Quân dính líu đến âm mưu đạo chính, đáng ra phải bị bắt từ năm 2012 cùng với Chu Vĩnh Khang. Nhưng đến 8 năm sau, tháng 4 năm 2020, Tôn Lực Quân mới bị bắt. Hơn một năm sau, tức ngày 30 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương mới liệt kê tội danh. Đến ngày 13 tháng 1 năm nay, năm 2022, Tôn Lực Quân mới bị khởi tố. Điều này nghĩa là từ lúc bắt Tôn Lực Quân đến lúc khởi tố mất gần 2 năm. Thêm vào đó, từ đây đến đại hội 20 chỉ còn hơn nửa năm, nhưng chúng ta vẫn chưa thấy tập cận bình hạ bệ một quan chức cấp phó nhà nước hoặc cấp nhà nước nào cả. Vậy thì việc tập cận bình xử lý chậm trễ tôn lực quân tiết lộ điều gì về tình huống rối ren của ông Tập? Nhà sử học đồng thời là người có am hiểu sâu sắc về chính trường Trung Quốc, giáo sư Trường Thiên Lượng trong chính luận Thiên Hạ đăng ngày 14 tháng 1 đã phân tích cặn kẽ sự việc trên. Từ đó nhận định tập cận bình đang rơi vào một tình thế, không biết người, không biết mình, hễ đánh là nguy. Giáo sư Trương đã làm rõ đánh giá của mình như sau: Tôn Lực Quân có khả năng mang súng trong tình huống không thích hợp. Ở đây có một tội danh rất kỳ lạ là sở hữu súng phi pháp. Tôn Lực Quân là thứ trưởng Bộ Công an nên việc ông ta sở hữu súng là phù hợp với yêu cầu của công việc và hoàn toàn hợp pháp. Vậy thì tại sao Tôn Lực Quân vướng phải tội sở hữu súng phi pháp? Giáo sư Trương phân tích Điều này nói lên rằng Tôn Lực Quân đã cầm một khẩu súng bình thường hoặc một khẩu súng trong tình huống không thích hợp. Bởi vì như thế có thể khiến người ta liên tưởng đến việc hành thích lãnh đạo tối cao. Từ lý lịch thấy được Tôn Lực Quân thuộc phe Giang Tăng. Giáo sư Trương đánh giá, ban đầu Tập Cận Bình rất tín nhiệm Tôn Lực Quân, nhưng khi nhìn vào lý lịch, chúng ta thấy rằng ông ta chắc chắn là người của Tăng Khánh Hồng, Chu Vĩnh Khang. Bởi vì Tôn Lực Quân từng giữ chức Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị, Cục 1, cũng từng là cục trưởng cục 26. Cả cục 1 và cục 26 đều chuyên đàn áp môn tu luyện Phật gia Pháp Luân Công. Tôn Lực Quân còn là phó chủ nhiệm phòng 610. Phòng 610 được Giang Trạch Dân thành lập vào ngày 10 tháng 6 năm 1999 là phòng chuyên môn đàn áp Pháp Luân Công. Người đảm nhận vị trí phó chủ nhiệm phòng 610 nếu không được Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng tin tưởng thì không thể giữ chức vị đó. Tôn Lực Quân còn đảm nhận cục trưởng cục 26, Chứng tỏ ông ta là người của chú Vĩnh Khang. Giáo sư Trương nhìn nhận, Tôn Lực Quân có động cơ để hành thích, chính vì ông ta cùng một nhóm với chú Vĩnh Khang, thuộc về băng nhóm đạo chính. Từ nhận thức thông thường về chính trị có thể thấy rằng, nếu không có cấp trên dọn dẹp ở thượng tầng thì Tôn Lực Quân sẽ không dám hành thích, bởi vì nếu hành thích xong sẽ ra sao? Nó không chừng sẽ bị cảnh vệ trung ương bắn hoặc chết trong lạc đạn. Do đó thượng tầng phải làm xong thì khi ấy tôn lực quân mới có đất dụng. Sau khi Tập Cận Bình bắt được tôn lực quân, ngoại giới vẫn còn thắc mắc liệu ông Tập có bắt thêm cấp trên của tôn lực quân như Mạnh Kiến Trụ hay Tăng Khánh Hồng hay không. Nhưng khi nhìn vào tình huống hiện tại, ông Tập vẫn chưa động thủ, vẫn còn dây dưa trần chờ chưa hạ bệ bất kỳ quan chức cấp phó nhà nước nào, huống chi dọn dẹp những con hộ lớn. Thêm nữa, giáo sư Trương cho rằng, người muốn ám sát ông Tập vẫn còn trong Cục Cảnh vệ Trung ương hoặc quân đội. Những người ấy đều là thuộc về ảnh hưởng độc hại của Tăng Khánh Hồng và Chu Vĩnh Khang. Do đó Tập Cận Bình phải động thủ nhanh hơn mới có thể dọn dẹp được các đối thủ chính trị, mở đường cho tái đắc cử ở Đại hội 20. Khốn cảnh của ông Tập, không biết người, không biết mình. Về chính trị, không biết địch ta. Tập Cận Bình đã có thể tiết lộ một số tín hiệu như vậy trong thông điệp đầu năm mới của mình. Ông Tập gọi đó là cách mạng bản thân. Ở đây Tập Cận Bình muốn cách mạng nhắm vào ai? Giáo sư Trương nhìn nhận rằng, ý nghĩa từ cách mạng bản thân xuất hiện trong bài viết của tờ Quang Minh vào ngày 30 tháng 10 năm 2020. Ngay trên tít phụ đầu tiên đã nói rằng, cách mạng bản thân là một cuộc cách mạng hướng mũi dao vào bên trong. Cách mạng bản thân chính là cách mạng nhắm vào trong nội bộ đảng. Tập Cận Bình vẫn luôn chĩa mũi dao vào trong đảng, làm những cái gọi là chống tham nhũng hủ bại. Nhưng trên thực tế, chống tham nhũng hủ bại của ông chính là chống lại kẻ thù chính trị của mình. Sau khi Tập Cận Bình trở thành Tổng Bí Thư vào Đại hội 18 năm 2012, chỉ riêng số cán bộ quản lý cấp trung bị lập án thẩm tra lên đến 440 người. Số Ủy viên Trung ương và Ủy viên Dự khuyết Trung ương khóa 18 lên đến 43 người. 900.000 đảng viên bị khai trừ khỏi đảng. Tập Cận Bình nói, phải làm cách mạng bản thân chính là muốn truyền đạt đến những đối thủ chính trị của mình. Giáo sư Trương đánh giá rằng, Thời gian trong tập không còn nhiều vì Đại hội 20 sẽ diễn ra vào năm nay. Từ đây đến đó chỉ còn hơn nửa năm nữa. Tôn Lực Quân bị bắt đã vào tháng 4 năm 2020, tính đến nay đã gần 2 năm. Nhưng hiện nay chúng ta vẫn chưa thấy Tập Cận Bình hạ bệ bất cứ một quan chức cấp phó nhà nước hoặc cấp nhà nước nào cả. Giáo sư chưa nhìn nhận, còn có một khả năng nữa chính là Tập Cận Bình không biết ai là thân tín, ai là kẻ địch. Đáng nhẽ ra Tôn Lực Quân nên bị bắt vào năm 2012 cùng với Chu Vĩnh Khang, chứ không phải chờ đến tận 8 năm sau là tháng 4 năm 2020. Tập Cận Bình không bắt Tôn Lực Quân sớm là bởi vì ông Tập không biết trong cơ cấu Đảng Cộng sản Trung Quốc ai là người của mình. Bao gồm, việc ông Tập cũng không biết Vương Kỳ Sơn có phải là người bên mình hay không. Do đó mới không trọng dụng Vương Kỳ Sơn nữa. Nếu là như thế, thì vị trí của Tập Cận Bình vô cùng nguy hiểm bởi vì ông Tập đang rơi vào tình huống không biết người, không biết mình về mặt chính trị. Hễ là như vậy thì khi giao chiến thực sự sẽ lâm vào cảnh, hễ đánh là nguy. Về kinh tế, đánh giá sai thực lực Mỹ-Trung Nhân sự việc tôn lực quân, giáo sư Trương cũng kể thêm về khốn cảnh của ông Tập vì không biết người không biết mình trong lĩnh vực kinh tế. Cựu cố vấn an ninh quốc gia tại Bạch Ốc là tướng Mark Master trong cuốn sách của mình là Global Battlegrounds cuộc chiến bảo vệ thế giới tự do tiết lộ vì sao cựu Tổng thống Trump lại quyết tâm tham gia vào cuộc chiến thương mại với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bởi vì có một sự việc đã xảy ra trong tử cấm thành. Tháng 11 năm 2017, khoảng hơn một năm làm Tổng thống, ông Trump đến thăm Bắc Kinh và có một cuộc hội nghị với Tập Cận Bình ở tử cấm thành. Ông Tập đã mở tiệc thiết đãi ông Trump, sau đó đoàn Mỹ còn có buổi gặp ở Đại lễ đường Bắc Kinh. Khi ấy, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã có một bài phát biểu. Nội dung chủ yếu trong bài phát biểu là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có nền tảng công nghiệp và công nghệ, không cần nước Mỹ nữa. Tương lai, Mỹ sẽ cung cấp nguyên liệu thô, sản phẩm nông nghiệp và năng lượng cho Trung Quốc, sau đó để Trung Quốc sản xuất các sản phẩm công nghiệp, công nghệ cao và hàng tiêu dùng. Ông Trump kiên nhẫn lắng nghe một thời gian dài, cuối cùng đã làm gián đoạn bài phát biểu của Lý Khắc Cường. Sau đó ông Trump nói cảm ơn, đứng dậy, kết thúc cuộc họp, trong khi Lý Khắc Cường vẫn chưa đọc xong bài phát biểu. Tại sao như vậy? Chính là vì ông Trump nhận ra một vấn đề, Đảng Cộng sản Trung Quốc có giá tầm toàn cầu và muốn thay thế Mỹ trong lĩnh vực công nghệ cao, tài chính, vân vân. Đảng Cộng sản Trung Quốc còn muốn hạ Mỹ xuống thành nước thứ ba, chỉ cung cấp nguyên liệu thô và năng lượng. Sau đó tổ chức sẽ thống trị trật tự thế giới mới của xã hội quốc tế. Đây là điều mà ông Trump không thể chấp nhận, bởi vì ông muốn làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, làm sao có thể chấp nhận để nước Mỹ làm quốc gia hạng 2, hạng 3? Đảng Cộng sản Trung Quốc có nhìn nhận như vậy, vì năm 2008 xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc rất tự tin, không coi Mỹ ra gì. Mỹ đang gặp khủng hoảng phải vay tiền Trung Quốc. Do đó Đảng Cộng sản Trung Quốc nhanh chóng xây dựng các chính sách khác nhau như cộng đồng vì tương lai nhân loại, vành đai và con đường, Made in China 2025 để thống trị trật tự thế giới mới, gạt Mỹ sang một bên. Giáo sư Trương đánh giá đây hoàn toàn là nhận thức phi thực tế. Dù là tài chính hay là quân sự. Về tài chính, đồng nhân dân tệ không thể chuyển đổi tự do, làm sao có tư cách nói về việc chủ đạo thế giới, làm sao giải quyết được vấn đề thương mại toàn cầu. Về quân sự, Đảng Cộng sản Trung Quốc làm sao giải quyết vấn đề an ninh toàn cầu trong khi tổ chức này không có năng lực phát động một cuộc chiến cục bộ trong vòng 24 giờ ở bất kỳ đâu trên thế giới. Đảng Cộng sản Trung Quốc không có năng lực về tài chính và quân sự. Còn lĩnh vực công nghệ cao lại càng không làm được. Kinh nghiệm của Huawei liệu có làm cho ông Tập nhận thức lại về sức mạnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không? Sau khi Mỹ cấm xuất khẩu chip cho Huawei, mảng kinh doanh di động của tập đoàn này sụp đổ ngay lập tức. Đây là kết quả của việc đánh giá sai thực lực của hai bên. Còn về chính trị, mục tiêu lớn nhất của ông Tập trong năm nay là tái đắc cử ở Đại hội 20. Nhưng với tình huống hiện tại, bắt giữ tôn lực quân phải mất gần 2 năm. Không biết đâu là thân tín, đâu là kẻ địch. Thêm vào đó, hổ lớn Tăng Khánh Hồng đang ngoài kia – cùng với âm mưu đại chính năm xưa. Có thể thấy rằng, ông Tập Lâm vào thế bất lợi, gió mây luôn khó đoán và ẩn chứa nhiều biến số bất ngờ. Và liệu ông Tập có dọn dẹp được các đối thủ chính trị để mở đường cho việc tái đắc cử được hay không, chúng ta chỉ có thể chờ xem. Thưa quý vị, mục phân tích và bình luận của chúng tôi đến đây tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký mail để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên chat một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.